Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, đoàn công tác Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc, đồng thời ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Long An và Hưng Yên. Trong khuôn khổ chương trình, chiều ngày 26 tháng 10, đoàn công tác Long An đã đến thăm, làm việc tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn đến thăm, làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn quyền Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, đây là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước do tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản triển khai từ năm 2006, với diện tích trên 520 hecta. Đến nay, khu công nghiệp thu hút được hơn 80 dự án đầu tư, chủ yếu từ Nhật Bản, đều là các dự án có hàm lượng công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường, với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Toyota, Panasonic, Daikin, Toto, Kyocera, Hoja, các dự án này chiếm gần một nửa số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Hưng Yên, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 28.000 lao động. Tiếp đó, đoàn đến thăm khu đô thị Eco Park tại huyện Giang Giang với diện tích gần 500 ha, tổng vốn đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là khu đô thị sinh thái đẳng cấp, xanh, thông minh với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Khu đô thị Eco Park góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Hưng Yên. À, rất là ấn tượng và cảm nhận được cái sự thay đổi và phát triển rất là nhanh chóng của tỉnh Hương Yên. Đặc biệt là đi thăm thì thấy là tỉnh chúng ta đang tập trung xây dựng hạ tầng, đặc biệt là giao thông thì rất là đồng bộ. Đặc biệt thì thăm cái khu công nghiệp Thăng Long 2 thì thấy là tỉnh chúng ta cũng quan tâm trong cái việc đầu tư quy hoạch xây dựng phát triển cái khu công nghiệp và đây tôi cho rằng cũng là một cái khu công nghiệp mà cũng rất là kiểu mẫu đặc biệt là cái đầu tư hạ tầng kỹ thuật rồi khu xử lý cái nước để đảm bảo cho môi trường đoàn cũng đến thăm một số mô hình trồng qua cây cảnh tại xã Xuân Quang huyện Giang Giang đây là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm